Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành trung ương và 16 địa phương khu vực miền Trung nhằm triển khai công tác ứng phó bão Noru trên biển Đông. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Theo nhận định của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đây là cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ, tương đương bão San Sen năm 2006, bão Kesana năm 2009, bão Bolave năm 2020. Đáng chú ý, Đà Nẵng là một trong bốn địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão Noru với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4, cấp đặc biệt cao. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, sau khi có thông tin về bão, thành phố đã triển khai ngay công tác phòng chống bão theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, có phương án hỗ trợ người dân, kể cả những người ngoài tỉnh đang lưu trú tại thành phố. Các lực lượng chức năng đã kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đến thời điểm hiện nay, không có lồng bè nào còn hoạt động trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương gia cố dàn chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố các công trình xây dựng, cơ bản đảm bảo theo yêu cầu quy định phòng chống bão. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng nhấn mạnh. Thành phố cũng đã kiểm tra các khu vực xung yếu, sạt lở ở khu vực huyện Hòa Vang, Sơn Trà và Liên Chiểu để mà tránh cái việc sạt lở đất ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Và căn cứ vào sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ chiều hôm nay và của ban chỉ đạo thì thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo. Căn cứ vào tình hình thực tế thì thành phố cũng sẽ cho học sinh nghỉ học, và hiện nay chúng tôi cũng đã có những cái phương án để đảm bảo lương thực thực phẩm và thuốc men cho nhân dân nếu mà bão ảnh hưởng trực tiếp vào thành phố Đà Nẵng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai các bước đầu trong phương án phòng chống bão. Trước nguy cơ từ bão Noru, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành trung ương, các địa phương với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt tập trung vào một số công tác trọng yếu, gồm công tác dự báo, kiểm soát tàu trên biển, công tác tuyên truyền, công tác hậu cần, v.v. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.